Tử Lăng Lộ nguyên hình bản thân cũng biến đổi được, từng lớp da mặt của cô ta cũng dần dần bị đánh bay đi, cô ấy vẫn đang bắt đầu biến đổi. Lan Kỳ và Tổng trưởng đều chung một biểu cảm không giấu được sự kinh ngạc, dù biết là người biến đổi được nhưng bá khí xem ra cũng khá mạnh, khiến cho Chu Tiểu Hồng không khỏi mở to mắt nhìn cho kỹ. Một luồng sáng mạnh mẽ cuốn xoáy cực lớn trong không gian xung quanh, nhóm người của học viện chỉ biết lấy tay che mắt lại. Sau khi biến thân trạng thái thứ hai của Tử Lăng hoàn thành, cô ta lúc này mọc thêm sừng xương sầu gì đó, tưởng nhìn ngầu ngầu tí chứ mọc bốn cái sừng cứng này nhìn hơi cấn cấn. Với trạng thái này thành công khiến cho mấy người này biết mình ngu tới mức nào rồi. Giang Tư nhìn theo thì cũng chỉ ồ lên một tiếng nhẹ, còn người chị em của giám lĩnh đang ngậm hành cũng phải ú ớ lên vài câu làm nền mới chịu được. Cuộc chiến của hai nữ nhân giành trai chính thức bắt đầu rồi đây. Cả hai không nói thêm dài dòng, Chu Tiểu Hồng lần này vác dao lên đánh người trước, Tử Lăng cũng sẵn sàng cầm kiếm lên ứng chiến. À đàn bà này, nói nhiều làm gì, chỉ có kẻ yếu mới có ý định sủa chết đối thủ mà thôi. Khai nhẫn, Tử Lăng khai nhẫn bằng máu của cô, một chiêu hồng nhẫn chạm lướt qua người của Chu Tiểu Hồng, dường như là chia đôi người cô ta, cả hai người bằng một tốc độ siêu thanh lướt đường kiếm qua người của đối thủ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi. Thế nhưng những nhát cắt lại nhiều đế vô kể, thậm chí là cắt đến tận các tế bào, nhát cắt có thể sánh ngang với kinh đại đế. Chu Tiểu Hồng bị cắt vụn ra chỉ còn lại là một làn xương máu, thế nhưng đối thủ như Chu Tiểu Hồng có thể bị tiêu diệt một cách dễ như thế sao? Chủng tộc ma cà rồng này đầu dễ như thế mà tèo được, tên lính này dựa vào chiếc kính trên mũ kia đọc được số liệu mà thông báo, nhóm trưởng Tử Lăng đã chém nát tế bào của ả đàn bà này rồi. Mặc dù mọi người khó tin nhưng Lan Kỳ, người phụ nữ này thì hoàn toàn tin đó là điều có thể xảy ra được. Tử Lăng nhìn về vũng máu xương máu kia mà châm chọc, mi đâu có gà như thế được, chẳng lẽ là định đánh lén sao? Đúng vậy, Chu Tiểu Hồng không dễ gì bị đánh bại như vậy, những tế bào máu kia nhanh chóng lại cuộn tổ hợp lại. Rất nhanh sau khi những tế bào máu kia tụ lại ngày càng mạnh hơn, những chiếc xương cũng dần tái tạo trở lại cùng với từng thớ cơ, Chu Tiểu Hồng lại xuất hiện trong hình thái lõa thể, tổng trưởng đầu sợ hãi mà lắp bắp, đột quá đáng sợ quá. Giang Tư nhìn sự tình bắt đầu đánh giá, Chu Tiểu Hồng đó bắt đầu bùng nổ rồi, cậu kêu Tiểu Hắc mau chóng đổi chỗ khác quan sát thôi, Tử Lăng nói với Tiểu Hồng, cái tên thiếu tinh tế kia nói mày là quái vật nghìn năm trước, quả nhiên không thể mô tả bằng lý thường được. Bộ trưởng lúc này hắn ta có vấn đề thì phải, cánh tay vàng của hắn kia dường như sắp có biến xảy đến rồi. Nhìn theo Giang Tư đang bỏ đi xa, kiếm Lan Kỳ vội gào lên với cậu ấy, Chu Tiểu Hồng cũng bắt đầu thể hiện bản tính, tay cô ta đưa lên lập tức mây đen cuộn lại không thôi. Tử Lăng cũng vào tư thế chuẩn bị nghênh chiến cho loạt tấn công tiếp theo. Cùng lúc đó thì Giang Tư cùng Tiểu Hắc cũng tới được khoảng cách an toàn hơn, kiếm Lan Kỳ cô ấy cũng mau chóng chạy theo tới. Chu Tiểu Hồng vung một đường huyết kiếm quét ngang đi, trước mắt những đường cắt kinh thiên bay đi. Những vật mà đường kiếm đó cắt qua không có thứ gì là còn lành lặn cả. Tử Lăng cô ấy không hề kén cạnh mà áp sát Chu Tiểu Hồng. Tuy nhiên lúc này Chu Tiểu Hồng phản công đánh một đòn vào mặt của Tử Lăng. Tử Lăng liền vung kiếm thẳng lên trên, sau đó dốc lực tốc độ nhanh chặt xuống dưới. Giang Tư nhìn hai ả nữ nhân đánh nhau mà cứ thấy khoái khoái, kiểu giống như đang xem bộ phim hay vậy. Chu Tiểu Hồng bị đánh cho cũng khó khăn xoay sở. Tên bộ trưởng lúc này còn đang chật vật với chiếc găng tay kia, chiếc găng tay đó không tháo ra được nữa. Cùng lúc đó thì trận chiến của hai nữ nhân vẫn tiếp diễn. Các đòn ăn miếng trả miếng vẫn tiếp tục xảy ra, một cú sút lật hàm của Chu Tiểu Hồng, hư hình thái thứ hai thì làm gì được ta chứ? Chu Tiểu Hồng dồn sức cho một chiêu tiếp theo, Tử Lăng liền bị đánh bay đập lên một tòa nhà gần đó, một chiêu của Chu Tiểu Hồng thành công khiến cho Tử Lăng dính chặt lên nhà, xem ra thực lực của hai người ai mạnh hơn cũng đã rõ ràng, một cảm giác khó tả bỗng sộc lên người, của tên bộ trưởng khiến hắn gào lên nhiều tiếng a, hắn không hiểu được găng tay này là bị sao cả, một thanh âm nào đó vang lên trong đầu của hắn ta, ta xin mượn dùng cơ thể của ngươi. Theo huyết mạch của hắn những thứ kỳ lạ đang di chuyển bên trong đó, bộ trưởng thống khổ hỏi giọng nói đó là ai, câu trả lời chính là người cổ đại, cùng với sự tiến hóa do Giang Tư đem lại, sau một khoảng thời gian ngắn thì Tử Lăng bắt đầu hoạt động lại, cô dứt khoát rút ra thanh kiếm cắm xuyên người kia, cô thẳng thừng tuyên bố với Chu Tiểu Hồng, đúng là ta không làm gì được ngươi, nhưng xem ngươi cũng đâu có thể làm gì được ta, nhìn Tử Lăng trâu bò như vậy Lan Kỳ cô ta không khỏi không ghen tị, cô liên tục thét vào mặt của Giang Tư, tôi cũng muốn tôi nữa, đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm gì Tử Lăng. Giang Tư cũng chỉ biết cầu xin người phụ nữ đang hóa thèm khát này đừng bạo lực quá, bất chợt thì có sự việc khác khiến cho mọi người suy rời sự chú ý, từ trên bầu trời tinh không của địa cầu, một thứ gì đó khổng lồ đang đáp xuống từ lỗ hổng không gian. Một bàn chân thật lớn đặt lên trên địa cầu, trong thành phố nơi con người sinh sống cũng trở nên náo loạn hơn, đừng có chặn đầu xe, mày cũng thế mà nói gì, sau đó toàn bộ kiến trúc đã bị phá hủy, và chỗ của Giang Tư chính là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, tình huống cấp bách vì để cứu người rời khỏi nơi nguy hiểm như thế này. Giang Tư chỉ đành sử dụng những hành động có chút thất lễ này, cậu lần lượt đánh và ném bay toàn bộ đám người đó ra khỏi đây, một sinh vật cực kỳ to lớn này không biết là từ đâu tự dưng xuất hiện nữa, khả năng nó to gần bằng quả địa cầu này mất, rốt cuộc thì thứ to xác này có lai lịch gì? Sinh vật đó trầm ngâm nhìn thế giới xung quanh giây lát, bộ trưởng bên trong cỗ xác kim loại to kia, không ngừng hỏi lão già người cổ đại kia muốn làm gì,
Lão ta đáp lại hắn, xin lỗi vì đã lợi dụng tiểu bối, vì loài người sự hy sinh của cậu đáng giá, một bản thể hoàn chỉnh. Đây cũng chính là thứ được gọi là khoa học công nghệ hiện đại của con người cổ đại, thứ đã làm chủ được cả hệ tinh hà. Kích thước của Giang Tư với sinh vật này là sự chênh lệch như thế này đây, nhưng trước đây cậu đã hủy diệt toàn bộ chúng. Giang Tư đang chống đỡ lại hai ngón tay của thứ to lớn kia, hai nữ nhân cũng chú ý tới kẻ mới xuất hiện kia, lập tức tầm ngắm của hai người chuyển sang tên đó, nhưng đòn đánh của hai người là vô dụng với kẻ này. Cái thứ công nghệ mà hắn tự hào không một góc chết, hai người lập tức bị bắt trói lại, bất cản trở đi con người. Chúng ta đã nghiên cứu gen của Giang Tư suốt mấy thế kỷ, vậy mà hai ả đàn bà này lại lấy làm thuốc kích thích rồi tấn công ta. Đúng là nông cạn, Giang Tư cũng không thể ở trạng thái nhếch nhác được mãi, cậu cũng biến đổi sang hình thái thứ hai, dùng sức Giang Tư vặn người thật mạnh, cả ngón tay của con robot khổng lồ kia cũng bắt đầu bị vặn theo, sau đó là cả cánh tay của nó bị Giang Tư vặn. Tên người cổ đại kia hưng phấn khi được nhìn thấy thế giới suốt 1000 năm chờ đợi, nào còn đợi gì nữa, chiến trận chiến thứ hai, mau để lộ bản chất thật của ngươi đi Giang Tư. Theo như lời của tên nhân loại cổ đại, Giang Tư cũng tiến vào hình thái thứ ba, hình thái sau mạnh hơn hình thái trước. Sức mạnh của Giang Tư lúc này có thể đánh bay được cánh tay của con robot kia một cách dễ dàng. Nhìn sự khiêu khích của Giang Tư, tên người cổ đại cảm thấy bị xem thường. Hắn ta dường như cũng không khác là một kẻ điên với chấp niệm khùng. Giang Tư dùng tốc độ nhanh mà chạy dọc lên theo cánh tay kia. Con robot đó cũng mở ra một loạt những con khác nhỏ hơn. Đây chính là khoa học kỹ thuật thời cổ đại. Nhưng đối với Giang Tư mấy thứ này có tính là gì chứ? Cậu nhẹ nhàng lượn vài vòng thì đã có thể giải quyết từng con một. Những con robot này hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Tư. Hết lớp này rồi lại tới lớp khác xông lên tấn công Giang Tư. Giang Tư lười giải quyết từng con, cậu vung một cú đấm đánh tan cả một đám lớn robot, nhưng tên người cổ đại kia lại tiếp tục khiêu khích Giang Tư thêm, vẫn chưa thể bắt mày dốc hết sức à, mày còn xem thường tao sao? Sau đó hàng tá những con robot khổng lồ được triệu hồi thêm ra, tên người cổ đại kia tiếp tục nói, đêm cuối trước khi bình minh ta đã được chứng kiến, đây không phải là hình thái thật sự của mày. Sau đó một cú đấm từ con robot kia lao đến Giang Tư, ngay kể đến sức ảnh hưởng tạo ra xung quanh thôi đã khiến cho cả thành phố mặt đất bên dưới xáo trộn rồi. Giang Tư bị đấm thẳng lên tới mặt trăng, nhưng vẫn là biểu cảm bất cần đời đó. Giang Tư nhìn mấy con robot yếu xìu kia, bộ trưởng mặc dù chưa chết, nhưng thân thể bây giờ lại bị tên người cổ đại kia khống chế. Hắn tiếp tục điều khiển con robot khổng lồ nắm lấy mặt trăng kia. Con robot vỗ tay lên mặt trăng hòng muốn giã nát Giang Tư. Hắn ta muốn Giang Tư phải biến mất khỏi trái đất. Giang Tư thoát khỏi lòng bàn tay kia liền tiến thẳng lên trên theo cánh tay của con robot. Ngay sau đó cậu vung nắm đấm trong không trung, đấm một cú thật mạnh lên con robot, kết quả kiệt tác sau cú đấm đó là robot mất nửa đầu thân trên. Bộ trưởng lúc này đang cái lại với tên người cổ đại, tôi đã đọc tài liệu về hắn, sau khi hắn trở thành nhóm trưởng thì không hề độc ác như người nói, thành phố hắn quản lý còn tốt hơn thành phố mà loài người chúng tôi quản lý, không chỉ đóng thế mà còn phát triển theo hướng tốt đẹp hơn, hắn không hề làm hại con người, còn giúp chúng tôi rất nhiều lần, tại sao không thể cùng sinh sống chứ, câm miệng, sao chúng ta lại không muốn sống hòa bình chứ, nhưng ngươi nhìn dáng vẻ của hắn đi. Như vậy mà còn có thể sống hòa bình được sao? Vốn dĩ cương thi chỉ là một chủng tộc yếu ớt, máy bay ném bom bình thường của chúng ta có thể tiêu diệt bọn chúng, nhưng không biết tên này từ đâu chui ra, sự sống của chúng ta đều phụ thuộc vào tâm trạng của hắn, ta không cho phép một sinh vật như vậy tồn tại. Nếu đã khác tộc thì đều phải chết. Con robot khổng lồ lại tiến vào một trạng thái sức mạnh lớn hơn lúc nãy, cả một đám vậy mà đồng loạt dùng kiếm cắm vào mặt trăng, một luồng điện bỗng dưng đánh tới tên người cổ đại kia. Giang Tư nói nhỏ với tên đó bằng giọng nói cực kỳ kiên định. Sức mạnh có lúc không phải càng to lớn thì sẽ càng mạnh mẽ. Sau đó Giang Tư búng tay một cái, tức khắc mấy đám robot nhìn ngầu lòi kia bị vỡ vụn nhiều mảnh, cả mặt trăng xảy ra xung lực lớn, những người dưới đất không khỏi bị ảnh hưởng bởi chấn động này, nơi này không còn an toàn nữa, các nhóm trưởng hãy cùng nhau di tản các cư dân, chia nhai ra để hành động. Sau khi dẹp bỏ cái đám ngáng đường, Giang Tư tiến tới ra tay với tên này, khai màn đầu tiên chính là một cú thẳng vào đường ăn uống, sau đó Giang Tư lại đưa đôi tay mà móc lục địa này ra, ở dưới mặt đất mọi người nhanh chóng di tản những người dân của mình. Đang chạy thì Kiếm Lan Kỳ bế đứa bé chú ý tới mặt đất đang nứt ra, vẻ mặt của cô càng thêm căng thẳng hơn, thật ra thì không chỉ cô mà là nhiều người cũng thấy thế, Giang Tư thế mà vừng ơi mở ra luôn rồi, nhìn vào cảnh tượng này, thì cũng hiểu tại sao cái tên người cổ đại kia chấp niệm tiêu diệt Giang Tư rồi, mải mê đắm đuối Kiếm Lan Kỳ vô tình trượt chân, cô bị rơi xuống vết nứt kia, vết nứt này kéo dài dường như là đến tận nửa kia của địa cầu vậy, Lan Kỳ thì được tên này kéo lại rồi, nhưng mà nhìn vết nứt này thì hơi ảo ma, Giang Tư thế mà vạch ra vết nứt lớn như vậy. Chỉ là để thấy tên người cổ đại này, sau một cú đấm thì tên này bị bay đi rất xa, sau đó là dính chặt vào ngọn núi này, một nửa khuôn mặt đã bị phá hủy để lộ ra khuôn mặt của bộ trưởng. Ha ha, tiểu bối ngươi thấy chưa, đây chính là sức mạnh phá hoại của hắn. Giang Tư lúc này tiến hóa tiếp hình thái thứ 4. Bộ trưởng nhìn theo sinh vật trước mắt bắt đầu tỏ ra sợ hãi hơn, đến cả bồ nhí của Giang Tư Chu Tiểu Hồng cũng chưa từng chứng kiến. Giang Tư cậu ấy lại có thể tạo hình tiêu sái như vậy, ha ha, chính là khuôn mặt này, trước khi bình minh biến mất ta đã nhìn thấy khuôn mặt này.
Tiểu Hoắc quan sát sự tình thì thấy càng không ổn hơn, hắn ta thấy tên người tối cổ này cũng chết chắc rồi, phải mau chuồn đi. Tên người tối cổ bắt đầu tụ lại năng lượng mà kiêu ngạo, ha ha, đánh đấm cả buổi trời cuối cùng cũng chờ được giây phút này, tiểu bối thân sắc rắn chắc của ngươi phải chịu thiệt thòi rồi. Trái lại với sự phấn khích của tên người tối cổ, Giang Tư cậu ấy khẽ động tay một chút, lập tức vật sau lưng của người tối cổ bị phá nát. Giang Tư nắm bàn tay lại một chút, cả thân thể đó bị vo tròn co rúm lại, đúng mạnh quá cũng ít đất diễn, chỉ với công kích đơn giản như thế thì đã có thể tiêu diệt được cái tên người tối cổ. Còn bộ trưởng kia cũng bị thủng một lỗ lớn trên người, các nhóm trưởng khác nhìn theo thì rưng rưng nước mắt. Bộ trưởng ngài ấy chết rồi, hu hu. Tiểu Hắc cũng lo lắng thầm cắn răng, đại vương không được giết bộ trưởng loài người. Chỉ thấy Giang Tư búng tay thêm một cái nữa, các tế bào vậy mà tự tái tổ hợp, một cột xoáy bắt đầu tạo lại khoảng trống kia trên người của tên bộ trưởng.